gì đấy không? Đây là một cái con dao mổ vô hình, bạn có sợ dao không? Tí nữa mình sẽ thực hiện một ca phẫu thuật trên tay bạn ấy, bạn có sẵn sàng không? Bạn có dao này. Ok, mình sẽ thực hiện ca mổ trên tay bạn. Rồi, banh da ra này. Ok ok. Và nhờ bạn một chút nhé, nhờ bạn một chút, bạn sẽ y tá với mình. Mình sẽ lấy nhóm cơ cầm cho mình nhé. Y tá phải là nữ đi. Bạn cảm thấy tay là nhẹ đúng không? Mình sẽ lấy các cái sợi gân ra này, lấy hết ra này. Và lấy rút cái xương vào này. Đến cắt đầu đâu ra. Tay là nhẹ hơn đúng không? Và mình sẽ lấy một cái con gạch ở đây để đến tay của bạn. Để đến tay của bạn. Bạn sẽ cảm thấy tay bạn nặng hơn không? Để đến tay bạn này. Và tay bạn sẽ rất là nặng đúng không? Và mình sẽ khâu tay bạn lại. Bây giờ bạn có cái tay rất là nặng đúng không? Cảm thấy sao? Cảm thấy sao? Tay bạn nặng không? Diễn nào? Cảm thấy tay nặng không? Thử thử. Tay thử đi em. Thử hắn. Tay cứ chờ ghi lại. Bạn thôi nha, mình để tay bạn này nhá. Tay bạn anh làm lại anh. Bây giờ nhá, ok mình sẽ mổ tay bạn này. Lấy hết cả viên đá ra để đây. Nhẹ hơn chưa? Tiếm vào đi, anh quay. Tuấn ơi, lấy cho tôi cái thanh sắt đi. Đây một cái thanh sắt. Mình sẽ xiên vào tay bạn. Ôi. Okay. Bạn cảm thấy tay bạn nó cứng không? Sức thẳng lên rồi đấy. Mình sẽ khổ lại. Rồi, cảm thấy sao? tay này có thể gặp lại được không? Tay này đúng là gặp được. Thử đi. Nó chỉ một trò chơi sự tưởng tượng mà thôi. Ok, thế thôi nhá. Anh giỏi lắm. Anh thắng rồi. Ok, em sẽ mổ ra đây. Đức ngay đây này. Ok. Trái đây bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy lại cơ này. Gân. Ok, khâu lại nhá. Okay. 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 Okay